Mình chào các bạn đã đến với kênh của mình nha. Lời nói đầu tiên mình cũng không có gì hơn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và an lành hạnh phúc bên gia đình nha. Các bạn thương mến mình bằng cách bấm cho mình một cái đăng ký kênh và một nút like tinh thần của mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hôm nay mình sẽ xuống suối bắt cua. Ở đây là mối mì tôm. Mì tôm đây là mình nhớ cua nó ra này các bạn. Mình chế ra. Chế ra mình làm cho nó nát dụng ra các bạn. Rồi mình làm mồi mình nhớ cua cho nó ra. Nghe mùi mì tôm đây thơm thơm nó ra này. Ngon các bạn ơi. Mình làm mồi xong rồi các bạn. Mì tôm. Bây giờ mình xuống mình rái cua nó nghe mì tôm là mùi thơm thơm mánh mánh là nó ra nha các bạn. Hồi mình bắt. Các bạn mời các bạn đi đi bắt cua với mình nha. Cái đường đây khó đi các bạn ơi. Gặp gần sói đá đi cẩn thận ra trọt té à. Đỡ mình đi xuống bắt cua còn quắc quẻ các bạn. Các bạn còn nhớ suối đâu không? Bữa mình cũng quay mấy cảnh video của mình cũng có cái thác suối đây các bạn. Đẹp, cũng đẹp lắm các bạn. Mình mới rẽ mồi xong rồi các bạn.
giờ chỉ là việc mình là chỉ cho cua nó ra để anh mồi là mình cắt thôi các bạn ơi. Cua nãy giờ chưa ra các bạn ơi, mưa quá, mưa nước lớn quá, cua nó mình cũng thấy mà bắt tốn là mất hết. Hình như mình thấy thì có con đây các bạn. Mà nó tốn tỷ quá cũng thấy ngọt bác. Ôi tốn. Nãy giờ mình vào suối bắt cua mà không có các bạn ơi. Trời mưa nước lớn quá, cua nó trốn bắt đầu trong hang hết không có ra. Xin lỗi các bạn nha, mình nói định đi bắt cua về nấu món rượu cua để ăn bún mà cuối cùng không có cua các bạn. Xin lỗi các bạn nha, đợi dịp khác. Giờ nước lớn quá, cua trốn nó mất hết các bạn ơi. Buồn quá, bắt cua buồn các bạn. Thời lượng video mình cũng đã xếp hết các bạn. Một lần nữa xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Các bạn thương mến mình bằng cách bấm cho mình một cái đăng ký kênh và một nút like nha các bạn. Mình thêm động lực nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau. Bye bye.